Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 11, 2012. Trà My kính chào quý vị. Việt Trung tăng cường quan hệ quốc phòng giữa tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc sẽ lục soát trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép ở Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ đóng tài khoản trên trang xã hội Zingme của Việt Nam. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Việt Nam coi trọng các mối quan hệ với Trung Quốc dù tranh chấp Biển Đông đang leo thang. Việt Nam đánh giá cao tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại buổi tiếp đón Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc Vương Tây Hân ở Hà Nội chiều ngày 28 tháng 11. Đại tướng Thanh cho biết quan hệ quốc phòng Việt-Trung ngày càng phát triển và khẳng định là Việt Nam luôn coi trọng các mối quan hệ với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị ngành quốc phòng hai nước cần tăng cường giao lưu, trao đổi để học hỏi và tin cậy lẫn nhau hơn nữa nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực. Đáp lại, ông Vương Tây Hân bày tỏ hy vọng là Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ gửi thêm cán bộ sang nghiên cứu học tập tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Quan hệ Việt-Trung thời gian gần đây trở nên căng thẳng vì tranh chấp Biển Đông. Trước hàng loạt các hành động của Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên vùng biển giàu tài nguyên, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước khác. Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Ấn Độ và cả Hoa Kỳ đang lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh phát hành hộ chiếu in bản đồ hình lưỡi bò. Để phản đối, Việt Nam và Philippines quyết định cấp visa rời thay vì đóng dấu thị thực nhập cảnh vào hộ chiếu mới của Trung Quốc. Trong khi đó, giới trí thức người Việt trong và ngoài nước đang truyền tay nhau ký tên bản tuyên bố thể hiện sự đoàn kết chống lại hành động gây hấn của Bắc Kinh. Tuyên bố nói, người dân Việt tôn trọng tình hữu nghị với dân Trung Quốc và mong là nhân dân Trung Quốc không bị lừa bịp bởi chính sách bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh vi phạm chủ quyền các nước lân cận. Nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội, một trong những người ký tên trong bản tuyên bố. Cái bản tuyên bố này là có tính chất là một là đối với Trung Quốc là phản đối với Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam là nhắc nhở. Hai ý nghĩa, trước đây thì là chỉ có phản đối phía Trung Quốc thôi. Thế nhưng mà bây giờ thế là còn có cái nhắc nhở cái Việt Nam tại làm sao từ tháng 5 đến giờ bây giờ mới có phản ứng. Thế bây giờ là đang bàn lập đoàn đem đến tận nơi. Hai điểm, tức là Sứ quán Trung Quốc và Chính phủ và Quốc hội và Đảng Cộng sản. Thực ra cái này là cần cho công luận, chứ còn gì thừa biết là đưa cho nó thì nó có thèm trả lời, nó có thèm là gì đâu. Nhưng mà cần là cần để mà gọi là cho mọi người nâng cái nhận thức lên là cái chính. Cái góp gió thành bão dần dần thế. Chứ làm thế nào được? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 28 tháng 11 cho biết đang nêu quan ngại với Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ về hành động mà Hoa Kỳ gọi là gây căng thẳng và không có ích cho bầu không khí trong khu vực đang có các tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau. Đáp lại, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, hôm 28 tháng 11 kêu gọi quốc tế không nên diễn giải quá mức bản đồ hình lưỡi bò in trên hộ chiếu của công dân Trung Quốc. Cảnh sát tỉnh Hải Nam của Trung Quốc sẽ lên tàu lục soát, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp trong vùng biển mà Bắc Kinh cho là lãnh hải của mình ở Biển Đông đang có tranh chấp. Báo chí Trung Quốc nói những hành động bất hợp pháp bao gồm việc tiến vào vùng biển của tỉnh này mà không có phép và có hành động gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Quy định mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Hải Nam, tỉnh cực Nam của Trung Quốc, được chính phủ Trung ương giao phó quản lý gần 2 triệu km vuông ở Biển Đông. Hồi tháng 7, quân đội Trung Quốc đã gây phẫn nộ cho các nước láng giềng qua việc thiết lập một khu cảnh bị ở thành phố Tam Sa mới được thành lập của tỉnh Hải Nam trong một mưu toan nhằm thực thi yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Tờ Trung Quốc Nhật Báo loan tin các tàu hải giám mới trong nay mai sẽ tham gia đội tàu tuần tiễu ở Biển Đông, là đội tàu đã được khuếch trương nhanh chóng trong vài năm gần đây sau những vụ đối đầu gây nhiều chú ý với Việt Nam và Philippines. Tập đoàn đóng tàu lớn của Trung Quốc sẽ khởi sự các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng và nguồn nước tại thành phố Tam Sa do Bắc Kinh thành lập trên đảo Vĩnh Hưng, Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Báo chí Trung Quốc loan tin chính quyền thành phố Tam Sa đầu tuần này đã ký gói thỏa thuận với tập đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc về các dự án quan trọng phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài nguyên nước với mục đích bảo vệ chủ quyền và phục vụ chiến lược sức mạnh hàng hải của Trung Quốc.
Kể từ khi thành phố Tam Sa được thành lập hồi tháng 7 năm nay để quản lý hành chính các quần đảo, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc không ngừng tăng tốc các dự án xây dựng và phát triển, bất chấp những lời tuyên bố phản đối của phía Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đóng tài khoản trên một trang mạng phổ biến của Việt Nam, chứa đầy các sản phẩm âm nhạc và phim ảnh vi phạm tác quyền của Hollywood, theo loan báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được AP đăng tải. Tòa đại sứ Hoa Kỳ sử dụng tài khoản trên trang Zingme để quảng bá các giá trị của nước Mỹ, trong đó có việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner nói, Đại sứ quán Hoa Kỳ hy vọng có thể kích hoạt lại tài khoản của họ sau khi có những tiến bộ thỏa đáng liên quan tới vấn đề tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Hoa Kỳ xem xét lại việc sử dụng trang mạng Zingme sau khi xuất hiện những nghi vấn rằng liệu Washington có đang hợp pháp hóa một trang mạng bị tố cáo là đánh cắp bản quyền khi có tài khoản trên trang này hay không. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC hỗ trợ và phối hợp với Đại học Y Hà Nội, Đại học Washington xây dựng một trang web giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS. Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, trang web vừa được ra mắt hôm 29 tháng 11, được tài trợ bởi PEPFAR, tức chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là trang web đầu tiên bằng Việt ngữ, chuyên cung cấp thông tin cập nhật về các xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc người nhiễm HIV và giúp mang lại các dịch vụ tốt hơn cho bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam. Trong 2 năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ trên 10 triệu đô la giúp đào tạo cán bộ và tăng cường hệ thống y tế Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV/AIDS thông qua chương trình của PEPFAR và trung tâm CDC. Chuyển sang phần tin quốc tế, các lực lượng an ninh Miến Điện hôm 29 tháng 11 dùng vòi rồng và các vũ khí khác trong một cuộc càn quét trước Hần Đông, chống lại những người biểu tình cắm trại bên ngoài một mỏ đồng gây nhiều tranh cãi tại một khu vực hẻo lánh ở vùng Tây Bắc Miến Điện. Giới hoạt động nói hàng chục dân làng, kể cả một số tu sĩ, bị thương sau khi đông đúc cảnh sát chống bạo động di chuyển trên nhiều xe tải, xông vào đập phá các khu lều trại tại mỏ Lệp Đan Bua vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương. Nhiều khu lều đã bắt lửa cháy trong cuộc càn quét. Hàng trăm dân làng bất tuân lệnh của chính phủ, chỉ thị phải chấm dứt 10 ngày biểu tình để phản đối dự án phát triển mỏ đồng ở gần thị trấn Mon Qua. Giới hoạt động nói dự án phát triển mỏ đồng này tốn kém 1 tỷ đô la và được Trung Quốc hậu thuẫn sẽ gây ra những vấn đề về môi trường, xã hội và sức khỏe. Họ còn tố cáo nhà chức trách là chiếm đoạt đất đai bất hợp pháp để thực hiện dự án này. Hoa Kỳ cấm tập đoàn công ty dầu khí khổng lồ BP tham gia đấu thầu để đoạt các hợp đồng liên bang như một biện pháp trừng phạt thành tích hoạt động của công ty trong vụ thảm họa tràn dầu ở vùng vịnh Mexico hồi năm 2010. Lệnh cấm đấu thầu được công bố 2 tuần sau khi BP đồng ý trả 4,5 tỷ đô la để giải quyết êm các cáo trạng về hình tội trong vụ này. Theo thỏa thuận đó, thì BP tuyên bố nhận tội về 11 tội sai phạm trong cách xử lý tai họa tràn dầu, đưa tới cái chết của 11 công nhân cách đây 2 năm. Hai quản trị viên làm việc trên giàn khoan bị cáo buộc về tội ngộ sát đã tuyên bố không nhận tội trước một tòa án liên bang hôm thứ Tư. Ngoài ra, một cựu giám đốc BP cũng tuyên bố không nhận tội về cáo trạng cho rằng ông đã nói dối trước Quốc hội. Công ty BP còn phải đối mặt với một loạt các vụ kiện tại các tòa án dân sự, có thể buộc tập đoàn dầu khí này chi thêm hàng tỷ đô la nếu bị tòa xét là có tội sơ suất nghiêm trọng. Người đứng đầu cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA đã lên tiếng đánh dấu hỏi về mục đích của chương trình hạt nhân Iran. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế ông Yukiya Amano đã gặp hội đồng quản trị của IAEA hôm 29 tháng 11 ở Vienna. Ông nói Iran đã không cung cấp cho cơ quan nguyên tử năng quốc tế bất cứ những lời trấn an đáng tin và chứng tỏ là các hoạt động hạt nhân của họ nhắm vào mục đích hòa bình. Ông Amano còn nêu lên những quan tâm về các hoạt động cấp bách tại cơ sở Bajin của Iran. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế tin là cơ sở quân sự nằm ở mạng đông nam thủ đô Tehran có thể là một khu vực thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Nhưng các thanh sát viên của IAEA bị cấm lui tới để kiểm tra cơ sở này. Iran thì nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế sẽ mở lại các cuộc đàm phán với Iran vào tháng tới tại Tehran. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 30 tháng 11, 2012.
chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Trên trang web voatiengviet.com có hướng dẫn chi tiết cách vào kênh truyền hình vệ tinh của đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.